đây cho vợ chồng Berlin, vợ chồng Minh Đức chứng kiến thêm một chuyện nữa đây. Con tên gì? Thưa cha, con là Tân Tòng Maria Nguyễn Thị Quyên. Nguyễn Thị Quyên là Tân Tòng, con bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ, con 27 tuổi, con ở Hà Tĩnh. Dạ. 27 Hà Tĩnh, còn con? Con là An Luân Đức Quốc Đức, con ở Hà Tĩnh. Bao nhiêu tuổi? Con 28. Rồi, con với nó có quen gì với nhau không? Dạ, với chồng. Vợ chồng. Rồi, thì con được cái gì của Chúa từ Hà Tĩnh đến đây làm chứng cho Chúa, nói to cho mọi người nghe. Dạ, con thưa cha là tháng 6 năm vừa rồi, con biết đến lòng thương xót của Chúa, được bà cố của chồng con ở ngoài Bình Thuận gọi vào cho vợ chồng nhà con, hỏi vợ chồng nhà con là con đi giáo điện chính mừng, con đi cha lòng để cầu nguyện chính phận sớm được có con. Thì con lập gia đình bao nhiêu năm? Dạ, hơn 3 năm ạ. Hơn 3 năm nha, con mới 3 năm phải không? Ráng hơn 3 năm nha. Rồi chuyện gì xảy ra đến giáo điện tin mừng ngày khấn hơn 3 năm chưa con, rồi chuyện gì xảy ra nói to đi cho mọi người nghe. Dạ, thưa cha, là xong bữa đó ba cô gọi điện cho vợ chồng nhà con đi, xong rồi vợ chồng nhà con cùng cứ một tháng nhà con đi một lần, và con đi được mấy tháng thì con được có bầu ạ. Mấy vợ con có bầu được mấy tháng rồi? Dạ, được 6 tháng á. Con cảm thấy như thế nào? Dạ, con cảm thấy hạnh phúc á. Hallelujah! Và hôm nay hai chúng con muốn đây để làm chứng cho Chúa. Dạ, con đến đây làm chứng cho Chúa và con đang mang thai con của con, nhưng mà đi phạm thì... Rồi, chúng ta gửi tặng cho vợ chồng chúng con một cái máy nha, để cho bé nó nghe từ trong bụng, nó nghe giảng lòng Chúa thương xót từ trong thai, gọi là thai giáo. Thay vì mình ầu ơ gió đưa cầm trúc la đà, tiếng chuông linh mụ cánh gà thỏ sương, thì mình mở máy lòng Chúa thương xót để cho nó nghe ru ngủ, ru đứa con mình ngay từ trong thai. Tôi gọi là thai giáo, tức là giáo dục từ trong thai. Con nói chuyện với nó, con cầu nguyện với nó, con nghe giảng với nó, hay vợ chồng nha, đừng có cãi nhau với nó. Nó biết hết, đừng có giận nhau, nó biết hết, nhớ không? Mặt cứ phải vui tươi lên thì con của mình nó sinh ra nó mới vui tươi lên được. Mình lúc nào cũng buồn sầu, lúc nào cũng than thở, lúc nào cũng khóc lóc thì con mình nó lớn lên nó sẽ hát đời em là bể sầu, nhớ không? Cho nên là có thai thì mình đừng có đi đám ma, đừng có đến nhà thương, đừng có đến chỗ đánh nhau, thấy hàng xóm đánh nhau, đóng cửa lại. Chứ thấy hàng xóm đánh nhau, bắt cái bầu ra mà coi. Thì con mình nó cũng nghe người ta cãi nhau, nó nhìn thấy người ta đánh nhau, lớn lên nó cũng bắt chước đánh nhau. Phải giáo dục nó từ trong thai, nghe xong rồi con lấy con đường tín thác ra đọc cho nó nghe, để cho nó tín thác vào Chúa ngay từ trong bụng mẹ, được không? Được. Rồi, được, hai vợ chồng cho nhau đi. Rồi, đây. Rồi, gì nữa con? Khi con mang thai được một tháng, cả tháng rưỡi thì con đi khám thì bác sĩ bảo con bị bọc tách túi thai 30%. Gì? Bọc tách túi thai có nguy cơ. Bọc tách túi thai. Có nguy cơ, vì có nguy cơ là sảy thai cao và bắt con phải nhập viện. Thì khi đó con không muốn nhập viện mà con về nhà, ở nhà làm việc ở nhà, và chồng con đến đây cầu nguyện và con ở nhà cứ đọc kinh cầu nguyện hàng ngày, thì Chúa đã ban ơn cho con và con và con được bình an. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy hình ảnh hôm nay có ba hình ảnh, ba ông chồng rất dễ thương. Ông chồng thứ nhất đưa vợ từ Tây Đức về đây cầu nguyện. Ông chồng thứ hai dốc thành Sumo đến đây cầu nguyện cho vợ. Và ông chồng thứ ba là vợ có bầu ở nhà có bọc tách túi thai. Cũng chẳng biết là gì cả. Là gì con biết không? Vì thai bị bọc ra đó, muốn thầy đó. Thì có nguy cơ sảy thai. Rồi, thì vợ nằm ở nhà và ông chồng đi đến đây cầu nguyện. Và bây giờ thì cái thai nó bình an, chuẩn bị là đến bao giờ thì con sinh? Dạ, 25 tháng 8 dương hay là con sinh? Đúng 25 tháng 8 thì con sinh. Rồi tôi tặng cho con thêm cuốn sách Tâm Tư Lòng Nhân Hợp của cha. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con nhá. Rồi